này xá lợi tử vì chân như của mười địa bồ tát sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của năm loại mắt sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của sáu phép thần thông sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của mười lực phật sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của bốn điều không sợ bốn sự hiểu biết thông suốt đại từ đại bi đại hỷ đại xả mười tám pháp phật bất cộng sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của pháp không quên mất sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của tánh luôn luôn xả sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của trí nhất thiết sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của trí đạo tướng trí nhất thiết tướng sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử vì chân như của tất cả pháp môn đà la ni sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa vì chân như của tất cả pháp môn tam ma địa sâu xa nên bát nhã ba la mật đa sâu xa này xá lợi tử, vì chân như của quả dự lưu sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Vì chân như của quả nhất lai bất hoàn a la hán sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của quả vị độc giác sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của tất cả hạnh đại Bồ Tát sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa. Này xá lợi tử, vì chân như của quả quả vị giác ngộ cao tột của chư Phật sâu xa, nên bát nhã ba la mật đa sâu xa.